Em mông cọc màu hiếm. Mọi người thấy, mọi người đã nhìn thấy con cọc nào mà nó màu kiểu như này chưa? Hơi bị hiếm luôn. Màu quá đẹp luôn. Một em cọc là màu gọi là màu này gọi là không phải là màu bò sữa đâu, mà nó là màu ba màu, đầu vàng, mình trắng và có chấm đen. Hay là đây là con bạch cẩu hoàng đầu trong truyền thuyết. Đây, mặt cực kỳ là khôn luôn. Đây, em dài đuôi này cũng đẹp lắm. Em dài đuôi thì có chủ rồi. Đây, em này nữa. Đây là hai đàn khác nhau. Một cái đàn này là đàn bé hơn, bốn con cọc. Đây, màu máng này đẹp chưa? Sờ sờ đấy, ba con nó cùng đàn đấy. Đây, mặt đẹp mê luôn. Máy quay đây, xinh chưa? Vừa xinh mà lại quấn chủ nữa cơ. Đây, dài đuôi, mặt rất đẹp, chấm tròn giữa lưng, mặt rất là xinh luôn. Ra đây nào, nhau vào gần thế, xa xa tí để anh còn quay video. Người này cũng ra tranh chủ à. Rồi chào em. Nào đứng chích chích ra, chích chích để quay nào. Điên cuồng quá, dư thừa năng lượng. Rồi chào em. Bé hơn bị cho nó bắt nạt hả? Xin chào. Ba con phận. Đó, mọi người mà ai mà thích nuôi cái con trắng thì màu theo kiểu màu trắng thì đợt này là có con dài đuôi kia, mà cái con dài đuôi này về sau là bông nó sẽ lâm, nó sẽ đuôi nó sẽ bông xù đó, đẹp. Mấy con to này thì đoán được rồi. Còn cái con dài đuôi vàng thì là có người dặn rồi. Thằng to ra bắt nạt thằng bé. Đây là hai em cọc. Hai con này là con đứng này, là con đực, còn con ngồi này là con cái. Rồi, bắt đầu đến giờ phận. Con này lại ra đây, lại ra đây rúc chủ, lại ra đây gọi là tìm sự che chở. Ra nô với chúng nó đi. Con này là tính tự lập nó rất cao này. Được rồi, mấy đứa ra kia chơi với nhau đi. Ra kia chơi với nhau đi, để anh quay riêng từng đứa nào. Con cái cọc rất là tự lập, đi chơi chả sợ gì cả. Ra với chỗ ba con to hơn nhưng mà chơi như không, không ngại. Hôm nay là tai bắt đầu hơi bênh rồi này. Như bọn này là tai nó sẽ tự dựng hết. Thích lên tivi hả em? Ra đây bám chủ này. Đấy. Em trắng dài đuôi, ai thích theo kiểu nuôi theo kiểu là chó màu trắng thì đoán em này. Lớn đây là đuôi này là sẽ bông xù đấy. Rất là bám người luôn, quấn người. Rất quấn người và rất dạn chó. Đấy. Chó nó có dạn hay nó nhát này, nhìn từ bé này nó biết này. Mấy thằng này là bé hơn biết thân biết phận là ngồi im. Chứ đi lại là bọn kia nó cứ xô cho ngã.
to hơn tí ra cà khịa ngay. Trong đàn này thì có một em đực xù. Em đực xù bé tí là đuôi đã vắt ở trên lưng rồi đấy. Em này là em màu vàng. Mặt rất đẹp, khôn chó. Hai em này thì em màu xám này là em cái này. Cọc đuôi. Em cái này là màu đặc trưng đấy. Coi như là cái con mẹ này là cái con, một con mẹ rất là to, nhưng mà nó đẻ ra con mẹ thì màu vàng cháy. Nhưng mà nó đẻ ra ở đàn lần trước đã có một con màu xám như thế này rồi. À, lớn lên thì nó sẽ chuyển dần sang màu vàng, nhưng mà nó vẫn là theo kiểu vàng xám. Nói chung là màu dị. Nhìn rất là đặc biệt. Đây cùng đàn là có em này cọc đuôi này. À, hai em này cọc đuôi này. Thằng đực kia nó ra đây nó ngủ luôn. Gọi là tâm bất biến đấy. Cái này. Đực này. Ra nơi nó lại mở mắt. Và đây là một em đực cùng đàn nữa này. Đực đấy. Nhìn dáng người của nó, nhìn trông nó dáng cọc chuẩn chưa? Đấy, đấy. Nhìn trông rất lún cũn nhưng mà phi rất nhanh. Di chuyển nhanh thân thoát. Em trắng dài đuôi này là em cái nhé. Đây. Rất là quấn người luôn. Em trắng cọc đuôi cũng là em cái. Đây con cọc đuôi. Đầu vàng. Mình trắng có khoang đen. Em này cũng là một em cái. Còn em đực xù này thì là em đực. Xù có đuôi này là em đực. Này đực này. Lông khá là dày. Chắc là lớn lên là lông sẽ rất đẹp. Đuôi vắt trên lưng, mặt đẹp. Lớn lên sẽ là màu vàng. Đấy, ai mà thích nuôi con, ai thích nuôi con lông xù thì có thể bắt con đực này. Con cái này thế rất yêu. Cái này lớn lên là nó cũng sẽ xù, nó không chịu yên để lúc nào để mà quay video mà nhìn cho kỹ. Đang mải mê đi thăm vườn. Con này là kẻ vẽ rất đẹp. Giữa lưng có chấm luôn. Hai cái con màu màu dị này, cả con cọc và cả con đuôi dài đều nghịch. Mặt rất là xinh luôn. Nào, gạm. Đấy, ai mà thích bắt cho con đợt này thì liên hệ số điện thoại Zalo 0901008234 nhé. Cún là có mấy con là đón luôn rồi giờ. Đợt này thì chó giá rẻ. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rất yêu luôn.